Audio Jungle. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hyundai Tadai Việt Nam. Hôm nay mình rất là vui khi game Chup Super Việt Nam của chúng ta mới ra mắt được vài ngày đã đứng ngay top 1 ứng dụng có tổng doanh thu cao nhất trên chợ ứng dụng Google Play. Vâng, điều đó đồng nghĩa với việc là game của chúng ta đã có rất là nhiều lượt tải rồi. Chính vì thế hôm nay mình sẽ ra mắt một cái video tiếp theo, chạy phần tiếp theo của cái game Chup Super Việt Nam chúng ta. Hôm trước mình đã vào trạm dừng chân, dừng nghỉ rồi. Hôm nay mình sẽ làm nốt cái phần cuối của cái map này trong game Chup Super Việt Nam chúng ta. Vâng, và trước khi đến với phần cuối này thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn mua và trải nghiệm cái game này, một siêu phẩm mà các bạn không thể bỏ lỡ ngay với lúc này và ngay bây giờ. Ok, như hôm trước mình đã nói thì game mới Chup Super của chúng ta mới ra mắt nên có thể các bạn khi tìm kiếm trên Google Search Play có thể sẽ chưa ra được game luôn vì Google chưa kịp index. Nhưng mà đến tận hôm nay thì các bạn có thể lên Google Search Play, chúng ta có thể tìm với chính tên của nó là tên Chup Super Việt Nam. Đây, các bạn có thể tìm và kiếm bằng chính tên nó là Chup Super Việt Nam. Chúng ta sẽ xuất hiện ngay trên Google Play đấy các bạn. Đấy, game chúng ta đã được Google Index bởi vì game chúng ta đã nằm ngay top 1 ứng dụng trên Google Search Play rồi. Nên không có lý do gì mà Google chúng ta phải ưu tiên Index đứng đầu bảng xếp hạng của chúng ta, để chúng ta có thể tìm kiếm một cách hoàn toàn dễ nhất. Ok, đây các bạn kích vào game chúng ta xem thông tin. Bạn nào mua game thì sắp tới sẽ được nâng cấp thêm nhiều xe, nhiều map hoàn toàn là miễn phí. Và để chơi được thì các bạn chắc chắn phải bỏ tiền ra mua rồi. Vâng, để mua được game thì các bạn có 3 cách thanh toán, là dùng chính tài khoản SIM điện thoại của bạn. Cách thứ hai là dùng thanh toán bằng thẻ Visa. Và cách thứ ba là mới nhất là thanh toán bằng ví Momo. Ok, và ở trong mỗi video trên Facebook hay là Google, YouTube thì mình đều ghi rõ link tải game cũng như cách mua game của từng nhà mạng. Các bạn có thể kích luôn vào để xem hướng dẫn. Đây, mình Ok, ngoài ra các bạn có thể truy cập vào trang web gamelaise.com. Đây, để mình truy cập cho các bạn xem. Chúng ta vào trang web gamelaise.com. Đây, để chúng ta có thể xem tất cả hướng dẫn thanh toán để mua game này. Các bạn kích vào mục hỗ trợ. Đây, chúng ta kích vào nút hỗ trợ ở đây. Đấy, nó sẽ ra trang trung tâm hỗ trợ khách hàng. Thì các bạn sẽ kích vào phần hỗ trợ thanh toán. Đây, nó sẽ liệt kê tất cả các phương thức thanh toán dành cho các bạn. 4 cách thanh toán bằng các loại SIM như là SIM Viettel, SIM Vinaphone, SIM Mobifone, SIM Vietnam Mobile. Ngoài ra có thêm 2 cách thanh toán khác là dùng thẻ Visa ngân hàng. Và cách thứ 3 là dùng ví Momo. Đặc biệt với cách dùng ví Momo thì các bạn có thể ra Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn từng cách một để mua cái game này trên Google Play. Vâng, để mua game này được trên Google Play thì các bạn chỉ sử dụng được một trong 3 cách thanh toán dưới đây là dùng SIM điện thoại và thẻ Visa và ví Momo. Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đầu tiên là dùng chính SIM điện thoại của các bạn và chính tài khoản trong SIM điện thoại của các bạn để mua cái game này. Đây, các bạn chú ý khi thanh toán qua SIM điện thoại thì nhà mạng nào cũng lấy phí khoảng 10% phí giao dịch. Nên các bạn chú ý là khi giá game của chúng ta là 179.000 thì nhân với 10% nghĩa là chúng ta sẽ phải cộng thêm 18.000. Vậy thì tổng chi phí để thanh toán được game này trên Google Play bằng SIM điện thoại là các bạn sẽ phải hết tổng 197.000. Vì thế trong tài khoản chính của SIM điện thoại của các bạn phải có ít nhất là 197.000. Cho nên các bạn chú ý nên nạp 200.000 cho nó chắc để mua game không bị lỗi. Nếu bạn nào mà nạp thiếu tiền nó sẽ báo là tài khoản không đủ để mua game này. Ok, các bạn nhớ là 10% tiền phí là 18.000. Vậy tổng chi phí để mua game là 197.000 chứ không phải là 179.000. Ok. Và các bạn nhớ cho mình là số tiền trong tài khoản chính chứ không phải là số tiền trong tài khoản khuyến mại. Bạn nào phải có đầy
197.000 trong tài khoản chính thì mới mua được game. Còn nếu trong tài khoản khuyến mại thì các bạn sẽ không mua được. Ok, khi các bạn kích vào sim của loại sim các bạn thì sẽ có hướng dẫn của cái loại sim đấy. Đây, rồi mình dùng sim Viettel thì mình sẽ kích vào phần hướng dẫn thanh toán của Vietlay bằng sim Viettel. Các bạn đọc kỹ từng chữ ở đây, nó sẽ hướng dẫn các bạn từng bước một. Đây, và có hình ảnh trực quan rất là dễ quan sát để các bạn thanh toán. Đây, rất và có nêu điều kiện thanh toán ở trong này. Đây, các bạn nhớ đọc kỹ. Nếu bạn nào không hiểu thì có thể inbox vào Facebook cho mình. Đây, các bạn có thể vào Facebook của mình sẽ hướng dẫn các bạn. Các bạn nhớ tìm địa chỉ Facebook của mình ở đây. Đây, các bạn tìm với tên Facebook của mình đây, Hyundai Universe S2 Việt Nam. Đấy, các bạn nào nhấn like, bạn nào chưa like thì nhấn like vào đây. Và các bạn sẽ vào mục nhắn tin ở đây. Đây, các bạn inbox hỏi mình, mình sẽ trả lời hướng dẫn các bạn từ A đến Z. Ok, và cái cách thứ hai mình giới thiệu cho bạn là cách thanh toán bằng ví Momo. Thanh toán qua ví Momo thì các bạn có thể liên kết ngân hàng ví Momo để các bạn chuyển tiền sang ví Momo. Các bạn có thể mua game một cách dễ dàng nhất. Nhưng mà nó chỉ dành cho những bạn nào có tài khoản ngân hàng và có thể liên kết với ví Momo. Ngoài ra thì với những bạn nào có địa chỉ nhà gần điểm giao dịch gần nhất của Momo thì các bạn thể ra điểm giao dịch đấy, các bạn nạp tiền vào ví Momo thì các bạn cũng có thể mua game rất là dễ dàng. Ok, hầu như ví Momo thì có tất cả các điểm giao dịch truy cập ở các một số thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, vân vân. Ok, và cách thứ ba mình giới thiệu cho các bạn là cách thanh toán bằng thẻ Visa. Những bạn nào có thẻ Visa ngân hàng rồi thì thanh toán rất là dễ dàng luôn. Các bạn khi các bạn kích vào thanh toán thì các bạn làm theo hướng dẫn ở trên web này. Thì các bạn chỉ việc nhập số thẻ Visa vào thì nó sẽ tự động lập tức trừ tiền trong thẻ Visa. Một cái thanh toán mà tự động hoàn toàn mà rất là dễ dàng. Ok, ok, và các bạn chú ý cho mình là với game Bootsimulator Việt Nam thì cũng tương tự. Với game Bootsimulator Việt Nam thì giá game là 143.000. Khi các bạn thanh toán trên sim điện thoại, đây 143.000. Khi các bạn thanh toán trên sim điện thoại nó sẽ thu thêm 10% tiền phí. Thì các bạn sẽ mất thêm khoảng 15.000. Nghĩa là các bạn sẽ mất khoảng gần 160.000 để mua game. Các bạn chú ý với mình, với game Bootsimulator Việt Nam thì các bạn sẽ tốn gần 160.000 vì nhà mạng đã tính 10% tiền phí. Ok, và ngoài thanh toán ra thì để có một vài hướng dẫn hỗ trợ các bạn chơi game thì các bạn kích vào mục hỗ trợ thì sẽ thấy một số mục như là hỗ trợ về game này, để hướng dẫn các bạn chơi game. Những bạn nào mới bắt đầu chơi game mà chưa hiểu các cái nút chức năng thì chúng ta vào đây để khám phá. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể từ A đến Z và từng mục hướng dẫn đấy các bạn. Đấy, các bạn vào đây để xem hướng dẫn. Ngoài ra thì có mục hỗ trợ thanh toán mình giới thiệu các bạn rồi, mục hỗ trợ tài khoản này. Cái mục hỗ trợ tài khoản này chỉ dành cho những cái bạn nào mới bắt đầu dùng điện thoại Android thì nó sẽ hướng dẫn các bạn tạo tài khoản Google để liên kết với Safe Play để chúng ta có thể tải game. Những bạn nào chuyển từ iPhone sang Android thì các bạn vào mục này để xem hướng dẫn. Mục hướng dẫn thứ ba là mục tải game và cập nhật. Đây, nó sẽ hướng dẫn các bạn tải game và cập nhật game. Ok, và một số những cái câu hỏi thường gặp về game thì các bạn vào đây để giải đáp những thắc mắc các bạn thường hay gặp về những cái game này. Ok, vậy hôm nay mình đã hướng dẫn xong các bạn cách tải game và hướng dẫn chơi game, cách mua game bằng chính sim điện thoại các bạn, và một số game cách mua game như qua ví Momo và thẻ Visa. Ok, video hôm nay mình xin tạm dừng tại đây. Hôm sau mình sẽ tiếp tục trải nghiệm cái game này cho các bạn xem. Cảm ơn, xin hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye. Audio Jungle.